Nam em đi sự kiện mà lôi thôi lết thết còn xấu hơn phiên bản người rần trong MV. Ngay trong buổi ra mắt phim ngắn, người đẹp mặc nguyên bộ váy đóng MV nhưng trang điểm như kiểu khi bạn muốn ngủ mà trợ lý bắt đi họp báo vậy. Gọi tên nỗi đau là một bộ phim ngắn do Nam em sản xuất và tất nhiên đóng chính thuộc chuỗi sản phẩm mỗi tháng một lần mà cô nàng đã hứa. Lần này, thay vì là một MV thì Nam em đầu tư hẳn một bộ phim ngắn và ca khúc mới chỉ đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc ở cuối. Bộ phim do đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy thực hiện, đạo diễn của phim ngắn 16:30 từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2013 và nhận cơn mưa giải thưởng trước đó. Trong buổi họp báo ra mắt phim ngắn này, Nam em mặc lại chính chiếc váy có trong cảnh tình tứ nhất. Đó là cảnh hôn bạn diễn Hàn Quốc. Tuy nhiên, khác với hình ảnh mộc mạc đẹp đẽ như mọi người đã được xem, Nam em làm hú hồn người đối diện bằng một tổng thể khó hiểu. Đầu tiên là chiếc váy, bộ váy xanh hoa nhí này không hề xấu, không phá dáng người đẹp 22 tuổi này khi ở trong phim ngắn, nhưng để đi sự kiện, đặc biệt là họp báo mà mình là nhân vật chính thì không phù hợp chút nào. Váy quét đất nếu đứng một chỗ sẽ khiến chiều cao của Hoa Khôi bị giảm đáng kể, cộng với phần bông ở tay áo và phần bụng càm làn tăm độ lượm thượng. Không những vậy, phần makeup của Nam em cũng rất có vấn đề. Ỷ có chút ít lông mày, cô mặc kệ không tô vẽ thêm, nhìn chỗ có chỗ không, môi son thì loang lổ, như đang đánh dở thì bị trợ lý gọi đi họp báo. Nhưng đỉnh điểm của tệ nhất là đôi mắt. Không eyeliner, không chút mascara và tất nhiên không có cả mi giả, nhưng Nam em vẫn tranh thủ bôi tạm hai đường phấn màu cam lên bầu mắt và dưới bầu mắt cực kỳ không ăn nhập, với màu váy, chứ đừng nói là màu son hồng. Cũng đã lăn lộn trong showbiz một thời gian, nhưng xem ra cô nàng vẫn chưa hiểu được thế nào là chỉnh chu khi đi sự kiện. Nhìn bộ dạng này của Nam em, người ta ngay lập tức phải xem lại phim ngắn. Xem cùng một người tại sao lại tự phá giá bản thân nhanh đến thế. Ít nhất trong phim ngắn, Nam em tiết chế trang điểm nhìn còn ưa nhìn bội phần. Nam em này đâu mất rồi mà để Nam em kia đi họp báo. Và khi xem lại phim, cộng đồng mạng lại thấy một chi tiết phi lý. Đi Đà Lạt mà mặc váy hai dây mỏng manh thế này, chắc trên đời này chỉ có mỗi mình Nam em mà thôi.